lính Ukraine đầu hàng ở Bakhmut do không được tiếp viện. Nga lần đầu bắn rơi tên lửa sấm xét mới của Ukraine. Thành phố Adipka bị san phẳng Tổng thống Putin ký xác lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ. Ông Trump có thể đối mặt hơn 30 tội danh, dự kiến ra trình diện tuần tới. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong một video phỏng vấn quân nhân Ukraine bị nhóm Wagner bắt làm tù binh cho thấy, hầu hết binh sĩ Ukraine ở Bakhmut đầu hàng do không được tiếp viện và thiếu đoạn dược một quân nhân Ukraine tên là Andrei Krivuzov bị bắt ngày 26 tháng 3 tại Bakhmut cho biết, có một cuộc tấn công vào tòa nhà 9 tầng mà chúng tôi đang cố thủ. Vì hết đạn nên chúng tôi yêu cầu tiếp viện nhưng không được. Vì thế nên khi bị quân Wagner áp sát, chúng tôi đành phải đầu hàng vì không thể chiến đấu được nữa. Anh ta nói rằng, khi bị bắt làm tù binh, anh ta được đối xử tốt, được cho ăn uống, ngoài ra còn được sơ cứu vết thương ở cánh tay. Ba khở mút là đầu mối giao thông quan trọng để tiếp viện cho các nhóm quân Ukraine ở Donbass. Hơn 6 tháng nay ở ngoại ô thành phố diễn ra những trận đánh ác liệt, quân lính Ukraine liên tục bị bao vây. Theo tin chiến sự Nga-Ukraine mới nhất, quân Nga đã cắt đứt hoặc dùng hỏa lực để kiểm soát được tất cả các con đường trải nhựa dẫn đến thành phố. Tình trạng đường xá lầy lội lúc ra mùa gây khó khăn nghiêm trọng cho việc vận chuyển đạn dược và nhân lực của phía Ukraine. Vừa qua, các lực lượng Nga đã giành được một số vị trí bên trong thành phố chiến trường phía đông Bakhmut, nhưng với cái giá đắt về sinh mạng bị mất đã cản trở cuộc tấn công của Moscow khi Kiev chuẩn bị phản công. Các lực lượng Nga đang tiến dần vào bên trong Bakhmut trong cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố. Một tháng trước, Kiev dường như có khả năng từ bỏ thành phố, nhưng sau đó đã quyết định ở lại và chiến đấu vì nó, với hy vọng phá vỡ lực lượng tấn công. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã lần đầu tiên bắn hạ một tên lửa tác chiến, chiến thuật mới của Ukraine, Grom-2. Sau khi Liên Xô sụp đổ, công ty thiết kế Ukraine Juznoi đã chế tạo hệ thống tên lửa tác chiến, chiến thuật được gọi là Grom. Dự án được trình làng lần đầu tiên vào năm 2013. Thường được biết đến với cái tên sấm xét, tầm bắn của tên lửa này là từ 50 đến 500 km, tùy thuộc vào biến thể Grom-2 là hệ thống tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn, có tầm bắn khoảng 280 km. Hệ thống tên lửa được đặt trên một chiếc xe tải quân sự 6x6. Những bức ảnh đầu tiên của Grom-2 đã được một trang web quân sự Ukraine công bố vào năm 2018. Không có nhiều thông tin được công bố về loại tên lửa tối tân này của Ukraine nhưng một số ý kiến từ giới quan sát cho rằng nó được cho là có đủ khả năng để cạnh tranh với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga. Grom-2 có đầu đạn nặng 480 kg và tầm bắn 500 km. Nếu thông số này là chính xác, tên lửa Grom-2 có thể đe dọa tới mục tiêu quan trọng quân sự của Nga như sân bay, kho vũ khí nơi được mệnh danh là Bakhmut thứ hai, thành phố Adipka ở tỉnh Donetsk, đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các cuộc tấn công của Nga. Không một tòa nhà nào còn tồn tại và 80% nhà ở đã bị phá hủy. Vitaly Barabas, trưởng ban quản lý quân sự thành phố Adipka, tỉnh Donetsk đã xác nhận rằng, cơ sở hạ tầng hoàn toàn đổ nát và không còn gì có thể hoạt động. Nhà cửa đã bị phá hủy hơn 80% và không thể khôi phục hoặc sửa chữa mà chỉ có thể phá bỏ và xây dựng lại. Không còn một ngôi nhà nào đứng vững. Thành phố có lẽ đã không còn một tòa nhà nào đứng vững kể từ mùa hè. Có tổng cộng 149 tòa nhà nhiều tầng và khoảng 4.000 ngôi nhà riêng trước cuộc chiến. Theo ông Barabas cho biết, những người dân địa phương cố bám trụ ở lại thành phố trong mùa đông đã phải sưởi ấm bằng bếp lò, được các tình nguyện viên và nhà nước cung cấp với số lượng lớn và nhiên liệu cho bếp được mua với sự trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Trước đó, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã báo cáo rằng các lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể về phương tiện bọc thép trong nỗ lực bao vây thành phố Adipka, nhưng không đạt được những bước tiến đáng kể. Hàn thông tấn TASS cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành xác lệnh huy động lính nghĩa vụ trong đợt tuyển quân mùa xuân. Theo đó, sẽ có khoảng gần 15 vạn lính nghĩa vụ trong đợt tuyển này. Chuyển đô đốc Vladimir Tersimliansky, người đứng đầu bộ phận tổ chức và huy động chính của Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng vũ trang Nga cho hay, tất cả quân nhân trong đợt huy động mùa xuân này sẽ phục vụ tại các trung tâm triển khai thường trực ở Nga, không tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông tuyên bố: Tôi khẳng định rằng kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu không bao gồm huy động lính dự bị đợt hai số quân nhân và lực lượng tình nguyện tham gia chiến dịch hiện tại đã đủ để đạt các mục tiêu đề ra. Tất cả lính nghĩa vụ sẽ được gửi đi làm nhiệm vụ quân sự tại các điểm triển khai thường trực nằm trên lãnh thổ Nga. Trong đó, 1 phần 3 số tân binh sẽ được đưa đến các đơn vị, cơ sở huấn luyện trong thời gian tối đa 5 tháng để làm quen các thiết bị quân sự hiện đại. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapolov khẳng định, các tân binh trong đợt tuyển quân này sẽ không được triển khai phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Mùa xuân năm ngoái, Nga huy động 134.500 lính nhập ngũ và huy động 120.000 tân binh vào mùa thu. Những thông tin trên được đưa ra giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng Nga chuẩn bị tuyển thêm 400.000 binh sĩ hợp đồng nhằm bổ sung lực lượng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Quân đội Nga cũng vừa đưa vào biên chế hàng trăm chiếc T-90M và T-72B3M. Trong khi đó, Ukraine cũng bắt đầu nhận được những chiếc xe tăng NATO đầu tiên. Truyền thông Nga khẳng định xe tăng NATO viện trợ cho Ukraine thua xa T-90M trong đợt này. Các nguồn tin Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã nhận được hàng trăm xe tăng tiên tiến để chiến đấu trong các khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, chủ yếu là T-90M Hiệu suất của chiếc xe tăng này được đánh giá vừa trội so với xe tăng Ukraine và tương đương với các xe tăng tiên tiến nhất của phương Tây. Cho đến nay, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã giao hàng trăm xe tăng hoàn toàn mới cho các đơn vị chiến đấu, chủ yếu là xe tăng T-90M và xe tăng T-72B3M được hiện đại hóa và nâng cấp toàn diện. Một bản báo cáo cho biết, sẽ về đặc điểm kỹ thuật, bao gồm vũ khí, hệ thống điều khiển hỏa lực, khả năng bảo vệ, tính cơ động và nhận thức tình huống. Những chiếc xe tăng này được đánh giá ngang tầm với những chiếc xe tăng tiên tiến nhất của phương Tây. Báo cáo cũng cho biết thêm, các xe tăng T-90M và T-72B3M mới được trang bị thêm giáp phản ứng nổ, có thể bảo vệ xe tăng ở hầu hết mọi hướng. Hồi tháng 1 năm 2023, quân đội Nga đã sử dụng các xe tăng T-90M mới nhất trên hướng Kherson trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng tăng Nga cho rằng, T-90M là loại xe tăng tốt nhất được sử dụng trong các chiến dịch đặc biệt, vượt trội rõ ràng so với thiết bị của quân đội Ukraine. Theo giới truyền thông, T-90M là một trong những loại xe tăng tiên tiến nhất thế giới. Nó có tháp phá mới, áo giáp phản ứng thế hệ tiếp theo, phá mới, công cụ liên lạc hiện đại, động cơ mạnh hơn và nhiều tính năng hiện đại khác. Về phía ngược lại, chỉ huy nhóm chiến thuật Ukraine cho biết, quân đội Nga cố gắng bao vây thành phố Bakhmut trong thế gọng kìm, nhưng Moscow đang phải chiến đấu với các đơn vị mạnh nhất của Kiev. Đại tá Jephen Meshevikin, chỉ huy nhóm chiến thuật Adam ở Bakhmut cho biết, ông tin tưởng rằng các lực lượng Ukraine có thể tiếp tục giữ vững thành phố này và đẩy lùi quân đội Nga ra xa hơn. Nếu Ukraine giữ được những thành quả gần đây, các trận chiến từ tháng trước tại Bakhmut có thể tạo ra bước ngoặt trong chiến dịch phòng thủ của Ukraine trước Nga, không chỉ ngăn chặn cuộc tấn công mới nhất của Nga mà còn chuẩn bị sẵn sàng để giáng một đòn hạ ngục. Theo chỉ huy Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã chậm lại và mối đe dọa từ việc Nga bao vây Bakhmut đã bị ngăn chặn. Ông nói thêm rằng đối phương đã cạn kiệt tất cả nguồn lực dự trữ ông Meshevikin thông báo các lữ đoàn tấn công bổ sung của Ukraine đã hoàn thành các chương trình huấn luyện. Tuy nhiên, chỉ huy Ukraine thừa nhận, trung tâm Bakhmut vẫn là một điểm nóng nơi quân đội Nga đang tấn công với lực lượng đáng kể. Cũng tại địa ngục Bakhmut, các binh sĩ Ukraine đã phải thừa nhận rằng binh lính thuộc nhóm lính đánh thuê Wagner là đối thủ khó nhằn nhất của họ trên chiến trường. Quân đội Ukraine nói rằng nhóm wagner có tinh thần chiến đấu vô cùng quyết liệt vì họ lo ngại sẽ phải đối mặt với các hình phạt nếu rút lui hoặc thua cuộc đại tá ukraine jebhen meshevikin nhận định rằng nhóm wagner sợ phải từ bỏ và rời khỏi vị trí họ thả chết ở đây còn hơn đó là một sự khác biệt rõ rệt so với các đơn vị khác của nga theo ông nhiều sư đoàn nga giữ các điểm phòng thủ trong thành phố thường thiếu tinh thần chiến đấu Giới chức Mỹ hồi tháng 1 ước tính khoảng 50.000 thành viên Wagner tham gia chiến sự Nga-Ukraine. Các quan chức Ukraine cho rằng khoảng 30.000 thành viên Wagner thiệt mạng, bị thương hoặc đào ngũ nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Ông Prigozhin cho biết trung bình có khoảng 500 đến 800 người tới đăng ký tại các trung tâm tuyển dụng của Wagner trên khắp nước Nga mỗi ngày. Lãnh đạo Wagner ước tính tập đoàn có thể bổ sung thêm khoảng 30.000 thành viên trước tháng 5. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev đã đạt được tiến bộ đáng kể trên lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu EU. Ông Kuleba tuyên bố, mục tiêu của chúng tôi là khởi động các cuộc đàm phán gia nhập vào năm 2023. Mặc dù không đưa ra ước tính chính xác về khoảng thời gian Ukraine có thể gia nhập EU, nhưng ông Kuleba khẳng định điều đó sẽ xảy ra sớm hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là nếu liên minh châu âu không đưa ra thêm bất kỳ điều kiện mới yêu cầu hay thủ tục nào để làm chậm quá trình này lại ông kuleba khẳng định eu hiện phải tự cải tổ để có thể thu nạp ukraine và hàng ngũ của mình đồng thời cũng cho biết kiev đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người gia nhập eu là một trong những chủ đề được các chính trị gia ukraine đề cập đến suốt nhiều thập kỷ nhưng hầu như không có tiến triển đáng kể nào cho đến khi xung đột bùng phát giữa Nga và Ukraine. Cuộc xung đột đã đẩy nhanh quá trình gia nhập với việc Ukraine được công nhận tư cách ứng viên EU vào tháng 6 năm 2022. Chuyển sang những tin tức quốc tế khác. Thưa quý vị, đại bồi thẩm đoàn tại New York đã biểu quyết chấp thuận truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận thương mại. Các chuyên gia pháp lý nhận định, các cáo buộc gian lận trên có liên quan tới vụ việc cựu Tổng thống Trump bị nghi trả tiền để bịt miệng của cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels. Theo đó, cựu luật sư Michael Cohen đã hỗ trợ ông Trump trả khoản tiền 130.000 đô la Mỹ cho bà Daniels để đổi lấy sự im lặng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Tuy nhiên, để che giấu về nguồn gốc của khoản thanh toán này, ông Trump đã trả lại tiền cho luật sư Cohen dưới dạng chi phí pháp lý. Ông Cohen trước đó đã khai rằng, cựu tổng thống Trump biết về việc trả tiền cho Daniels. Ông Trump dự kiến sẽ ra trình diện trước tòa vào thứ ba tuần tới. Bản cáo trạng hiện vẫn đang được niêm phong và có thể được công bố trong một vài ngày tới. Người phát ngôn của văn phòng công tố quận Manhattan, bang New York xác nhận, đại bồi thẩm đoàn đã quyết định truy tố cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Văn phòng này đã liên hệ với đội ngũ pháp lý của ông Trump để yêu cầu cựu tổng thống sớm ra trình diện. Sau nhiều lần phóng thử thất bại, Mỹ tuyên bố sẽ không mua tên lửa siêu vật âm từ chương trình AGM-183A-ARRW vì hàng loạt vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, không quân Mỹ sẽ vẫn tiếp tục thực hiện hai thử nghiệm tên lửa AGM-183A nhằm mục đích thu thập dữ liệu cho chương trình vũ khí siêu vật âm tương lai. Trước đó, Bộ trưởng Không quân Mỹ thừa nhận vụ thử AGM-183A đã thất bại hồi tháng 3. Đây không phải lần đầu xảy ra vụ phóng xịt khi Mỹ thử nghiệm tên lửa dòng ARRW. Trong một lần thử, hồi năm 2021, AGM-183A từng tách khỏi máy bay nhưng động cơ của nó không được kích hoạt. Hay trong một lần thử trước đó, AGM-183A gặp trục trặc, không thể hoàn thành quy trình phóng và vẫn treo trên máy bay khi trở về căn cứ. Với việc từ bỏ chương trình ARRW, giới quan sát cho rằng Diễn biến này có thể được xem là bước lùi của Mỹ khi tiếp tục bị chậm chân hơn các đối thủ của Nga, Trung trong cuộc đua vũ khí siêu vật âm. Hiện thời, Nga đã biên chế và sử dụng tên lửa siêu vật âm trong tác chiến, trong khi Bắc Kinh đã có tên lửa siêu vật âm sẵn sàng triển khai. Giới chức quân sự Mỹ nhiều lần thừa nhận Washington đang đi sau nhiều năm so với các đối thủ chiến lược trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vật âm vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng xin kính chào và hẹn gặp lại